Cha. Cho con hỏi, con thường nghe nói bố thí vì nghĩ việc làm này sẽ cho quả báo tương lai đời sau thì phước báo sẽ lớn hơn bố thí không có mong cầu phước báo. Nhưng trong Tăng Chi chương 7 pháp có đoạn ở đây này, Sariputta có hạng người bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm trói buộc, bố thí với tâm mong cầu được chất chứa, bố thí với suy nghĩ ta sẽ thọ hưởng cái này ở trong đời sau. Vì ấy bố thí như vậy khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên bốn thiên vương, và khi ấy nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị ở trở lui lại trở lui trạng thái này. Và đoạn này Sariputta ở đây, ai bố thí không với tâm cầu mong, bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với tâm cầu được chất chứa, bố thí không với suy nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, bố thí không có ý nghĩ lành thay sự bố thí không với ý nghĩ cái này được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên. Bố thí không với ý nghĩ ta nấu ăn, các người này không nấu ăn, ta không xứng đáng là người nấu ăn, lại không bố thí cho người không nấu ăn. Bố thí không với ý nghĩ như các vị ẩn sĩ thời xưa với những tế đàn lớn. Đó, tên. Cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các vực bố thí này. Bố thí không với ý nghĩ ta sẽ bố thí. Vực bố thí này tâm được tịnh tín, hỷ duyệt hỷ khởi lên. Nhưng vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm. Do vị ấy bố thí như vậy, sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở phạm chúng thiên, và khi vị ấy nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị bất lai, không còn trở lưu trạng thái này. Như vậy bố thí với tâm không mong cầu phước báo sẽ cho quả lớn, đúng hay không? Tiếp theo xin sư giải thích về thân tứ đại. Chúng ta có một cái sự hiểu lầm. Thứ nhất, Đức Phật nói cái sự bố thí mà có mục đích, quả báo nó sẽ lớn hơn cái sự bố thí không có mục đích. Có nghĩa là bố thí có mục đích là gì? Mục đích có rất nhiều. Mục đích có người bố thí với mục đích là để sanh thiên, bố thí với mục đích là đời sau được giàu sang, bố thí với mục đích là để mình được hưởng cái gì đó, thì đó là cái sự bố thí bậc hạ. Cái sự bố thí đó mà nghĩ rằng đó, đây là cái sự vun bồi các cái thiện pháp để mà trang nghiêm tự thân, để mà phát triển các hạnh lành, để chứng đắc đạo quả, giải thoát niết bàn, là sự bố thí bậc thượng. Còn cái sự bố thí không có mục đích đó, là họ chỉ đơn giản họ bố thí mà họ không có mục đích gì hết, thì đó là cái sự bố thí nó rất là cạn cợt. Ha, quý vị thấy là nó có ba bậc, ha, có ba bậc bố thí. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của cái việc bố thí có mục đích. Mục đích của mỗi chúng sanh là khác nhau. Cái thứ hai đó là cái sự bố thí có hiểu biết. Hiểu biết ở đây là gì? Hiểu biết về nhân và quả, hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp. Nó khác với sự hiểu, bố thí mà không có sự hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp. Thì cái mà Đức Thế Tôn nói là cái sự bố thí mà có dính mắc á, có cái sự trói buộc với cái tâm mong cầu đó, là Đức Thế Tôn nói với cái hạng người họ bố thí mà họ mong cầu được đời sau tôi sẽ được giàu sang. Đấy, tôi sẽ được giàu sang, tôi sẽ được sanh về cõi trời. Thì đó là sự bố thí hạn hẹp. Đó là sự bố thí mà nó bị gọi là bị ô nhiễm. Thì Đức Phật không có khuyên như vậy. Quý vị nên hiểu như thế. Còn cái sự mà bố thí mà Đức Phật nói là sự bố thí không có mong cầu đó, là cái sự bố thí không có mong cầu phước báo cõi người, cõi trời, mà bố thí có mục đích vì để trang nghiêm tự thân. Hiểu hiểu hai cái chuyện đó nó khác nhau. Đây. Thành ra đó, Đức Phật nói là bố thí có mục đích, bố thí có mục đích thì phước nó sẽ lớn hơn bố thí không có mục đích. Và bố thí có trí tuệ đi kèm với sự hiểu biết về nhân và quả, về nghiệp và quả của nghiệp, nó sẽ lớn hơn cái sự bố thí mà không hiểu được về nghiệp và quả của nghiệp.